chào mọi người. Hôm nay hiện giờ mình đang ở trên ruộng nghe, mình muốn quay một cái clip là cách ghép nhánh như thế nào, tại vì trời nắng quá mình phải mang như thế này nha mấy bạn ơi. Cái nhánh này là cái nhánh mãng cầu, mà mãng cầu ta của bên mình nha. Đây là cái nhánh mãng cầu ta, hiện giờ mình mới có cắt xuống nha. Đó, mình mới cắt xuống nha, là mình phải cắt ra nhờ lại, mình phải cắt ra những cái nhánh nhỏ như thế này, rồi để mình một chút nữa là mình mới đi ghép nhánh được nha mấy bạn. Đó, thường á, mình cắt những cái nhánh này là mình sử dụng 3 mắt nha, mình sử dụng 3 mắt chứ mình không có sử dụng 2 mắt nha. Thường mình hay sử dụng 3 mắt để có cơ hội nó ra nhiều hơn nha. Đây, mình thường là mình chừa ra là 3 mắt, cũng như là 1, 2, 3 nha, mình chừa 3 mắt nha. Tại vì mình thường mình hay lấy 3 mắt lắm, tại vì mình sợ lấy ít mắt cái nó không có được đạt á, cho nên mình hay sợ á, mình hay lấy 3 mắt nha. Tại vì nhầm cây nhánh bự nhánh nhỏ, tùy theo người mọi người nha. Ví dụ như nhánh bự thì mình lấy nhánh bự, còn nhánh nhỏ thì mình lấy nhánh nhỏ, tại vì cây của mình năm nay á, cái nhánh nó hơi nhỏ, cho nên mình có sử dụng tới mấy cái nhánh nhỏ như vậy nha. Thật ra những cái nhánh nhỏ như vậy á, mình cầm dao á, mình dễ chuốt. Còn dạng như những cái nhánh mà bự á, mình cầm dao nó khó chuốt lắm. Nhánh nhỏ thì nó dễ chuốt hơn, tại vì nó nhiều lúc cái nhánh này nó cứng lắm nha mấy bạn. Cái nhánh này là nó cứng hơn là cái nhánh mà mãng cầu Đài Loan nha. Cái nhánh mãng cầu Đài Loan á, nó có nước, nó mềm hơn. Còn cái nhánh này là nó cứng hơn nha, cái này mình nói thật nha. Cái nhánh này nó cứng hơn, chứ nó không có mềm hơn nha. Tại vì cây của mình nó có năm nay cây mới trồng xuống á, cây nó nhỏ cho nên mình sử dụng những cái nhánh nhỏ. Còn dạng như tùy theo nha mấy bạn, dù như cây nào cây bự thì mình sử dụng nhánh bự, còn cây nhỏ thì mình hãy sử dụng nhánh nhỏ nha. Chứ không có phải là lúc nào mình cũng sử dụng nhánh nhỏ. Tại vì mình cái đám cấp nãy dưới mình phát trực tiếp là mình đã quằn xong rồi, cái mình lên trên đây mình ghép nhánh nha. Tại vì mình sợ á, ông chồng mình ổng đi quằn rồi, tại vì mình sợ để mà ghép nha, ghép trễ quá là nhánh của mình nó không có được đạt á, phải ghép sớm mới được. Tại vì hôm nay là người ta đã đi ghép rồi, mình cũng có ghép một mớ cây rồi nghe, nhưng mà những cái cây đó là nó mới có đâm chồi chút à, nó chưa có đâm chồi ra nhiều. Đâm chậu ít lắm chứ chưa có đâm chậu nhiều nha. Đây là những cái cây của mình, để một chút nữa để mình cắt như thế này nè, mình cắt sẵn hết trơn luôn, mình cắt sẵn để mà mình đi ghép nhánh nha. Mấy bạn mà ví dụ mấy bạn nào mà ghép mãng cầu ta á, dạng như mấy bạn nào mà có trồng mãng cầu ta á, là cái chân ghép á, nên sử dụng cái cây mãng cầu Đài Loan nha, chứ đừng có sử dụng cái gốc mãng cầu ta nha. Mấy bạn lấy gốc mãng cầu Thái cũng được, nhưng mấy bạn đừng nên lấy gốc mãng cầu ta mà ghép mãng cầu ta nha. Tại vì cái cây mãng cầu ta này nó chậm lớn lắm, nó rất là chậm phát triển nha. Mấy bạn mà ghép mãng cầu, cái gốc mà mãng cầu ta nó rất là chậm phát triển, mấy bạn nên lấy cái cây mãng cầu Đài Loan hoặc là cái gốc mãng cầu Thái á, nó mới nhanh phát triển nha mấy bạn. Mấy bạn mà sử dụng cái gốc mãng cầu ta nó chậm phát triển lắm. Cái cây mãng cầu ta này, tại vì cái thân cây ở bên trong nó khô hơn là cái mãng cầu Đài Loan nha, cho nên nó rất là chậm phát triển, nó không có phát triển nhanh như là mãng cầu ta. Ở bên cây mãng cầu ta nó chậm phát triển hơn mãng cầu Đài Loan nha. Thật ra mình làm nông á, cái nghề nào mình cũng phải biết nha mấy bạn. Ghép nhánh hoặc là cái này cái kia rồi đó, ghép nhánh mình làm này làm kia, bản thân mình hồi xưa mình cũng không có muốn học mấy cái chuyện ghép nhánh này đâu, nhưng mà mấy bạn biết không, mỗi năm á, mình cứ nhờ người ta kêu người ta lại ghép nhánh cho mình hoài á, nhiều lúc người ta mất công chuyện người ta không có đi á, rồi thôi á, mình tự bay ra mình tự học luôn nha. Nhưng mà mình cảm thấy ghép nhánh nó cũng dễ chứ không có khó mấy bạn à, mình nói thật lòng luôn, ghép nhánh nó dễ lắm, nó không có khó. Mình có một cái quan niệm gì nè, năm nay ghép không qua thì năm tới ghép nó cũng qua thôi ha. Thì mình ghép nhiều lần thì mình sẽ quen tay thôi à. Thì dạng như mới ban đầu á, mình ghép á, mình cũng hay sợ không biết có qua không này kia được, cũng lo âu vậy đó. Nhưng mà mấy bạn á, ghép vài lần rồi á thì mình cũng thấy cũng bình thường. Năm nay không qua, năm tới nó cũng qua. Chứ đâu phải là năm nay nó không qua, năm tới nó không qua đâu đúng không? Năm nay không qua, năm tới nó qua thôi chứ đâu có đâu lo. Bản thân mình cũng vậy, nhiều lúc mình ghép nhánh á, hồi xưa mình cũng hay lo lắm. Mình lo dạng như không qua, sợ người ta bạn bè rồi người ta nói ủa sao mày ghép không qua này kia, người ta cười mình mà mặc kệ với bạn biết không. Mình không quan tâm mấy cái đó nha. Cho nên mình nghĩ năm nay mình không qua, năm tới nó qua vậy đó. Cho nên á, nhờ mình nghĩ như vậy cho nên bây giờ mình mới biết ghép á. Mình ghép khí đại bà càng.
ghép xong rồi mình cũng biết ghép nha. Nhưng mà thật ra ghép nhánh này mấy bạn đừng nên lựa vào trời mưa ghép. Theo mình biết mấy bạn đừng nên lựa vào trời mưa hoặc là thời tiết lạnh quá. Lạnh quá mấy bạn ghép thì nó không có đạt nha. Tại vì á, thường thường mấy bạn cái mầm này nó hay ra vào mùa xuân á, thì mấy bạn cứ lựa vào mùa xuân mấy bạn ghép là được rồi. Nhưng mà trời lạnh quá, lạnh quá đừng nên ghép mấy bạn ơi. Mà nói thật lạnh quá đừng nên ghép nha. Tại vì lạnh quá là ghép nó không có qua. Cái này mình nói thật lòng nha, lạnh quá ghép không có qua. Rồi dạng trời đang mưa cũng đừng nên đi ghép nha. Trời đang đi mưa, trời đang mưa cũng đừng nên ghép. Trời mưa đừng có đi ghép nha. Ghép nó cũng không qua đâu, ghép nó còn tốn thời gian ở nhà ấm vợ ấm con đi chứ rồi nha. Ở nhà chơi với vợ con đi chứ đi ra ruộng ghép không qua cũng như không rồi ha. Thật ra nhánh này của mình á cũng nhiều nhánh lắm. Cái cây của mình, cây mãng cầu ta này, đám này á, mình trồng mới có năm nay à, bắt đầu năm thứ ba thôi à, năm thứ tư. Năm nay mới bước qua năm thứ tư rồi nha. Mình chừa hai cây à, mình chừa hai cây lợi. Tại vì hai cây này trái bự nhất. Trái bự nhất cái mình chừa để mình lấy giống á. Mình lấy giống hai cây này nè, trái bự á. Mình lấy giống mấy bạn biết không? Mình cái cây nó bự cái mình chừa để mình lấy giống nha. Chứ tất cả mình cắt đầu chọc hết trơn rồi, nó giờ nó ra cũng ra mầm rồi. Tại vì cái loại mãng cầu ta này á, là nó sanh trưởng vào mùa hè nha. Bắt đầu trung thu á, bắt đầu gầm tháng 8 trung thu là có thể có thu hoạch rồi đó. Nhưng mà mình thì mình ít có bán mùa trung thu lắm. Mình chừa nhánh cho nó già cho nó đẹp á, để mình cắt để mà mình lấy, mình cắt nhánh mình lấy bông á, để mà mình chấm mãng cầu Đài Loan nha. Cho nên thường thường trung thu mình không có làm. Mình cho nó ra bông rồi mình để đó, mặt sát nó. Cảnh thì mình đi lợi lặt bông bỏ, còn không thì thôi. Không thì mình cứ để đó. Dạng như mình làm nghề nông dân á, cái nào mình cũng phải học cho mấy bạn ơi, nó thật sự. Có nhiều lúc người Đài Loan người ta nói sao gái Việt Nam giỏi mà qua đây tụi bay giỏi quá. Mình không phải là mình giỏi đâu, tại vì mình không có nhờ cậy ai được. Chứ mà mình mà nhờ cậy được á thì mình cũng nhờ. Tại vì mình qua bên đây á, mình không có nhờ cậy ai được. Còn dạng như mấy bạn mà ở bên mình ghép nhánh á, thứ nhất là mình phải trồng cái cây kéo như thế này. Cây kéo ha. Và thứ hai là cây cưa, cây kéo với cây cưa ha. Cây kéo với cây cưa để mà mình cưa cây á. Thứ ba là bên Đài Loan mình sử dụng là cái băng keo như thế này nha mấy bạn. Cái này nó có nhiều màu lắm. Nó có màu đỏ, nó có màu vàng, nó có màu xanh, nó có màu đen nữa nha. Tùy sở thích con người, mấy bạn muốn lấy màu nào, muốn mua màu nào thì mua. Con biết Việt Nam mình có không, nhưng ở Đài Loan mình thì mình mua dạng nó mua một cuộn gì nè, cuộn hình như nó tới 10 à. Một cuộn nó bự lắm, nó tới 10 cuộn này đang đó. Một cuộn nó hình như tới 10 cuộn nhỏ này nè. Cho nên mình mua về mình xài thì còn lại thì mình xài tiếp. Còn thêm cái quan trọng đó là cái miếng này nè mấy bạn. Cái miếng này để mà mình ghép á, mình ghép để mà mình quấn lên cái nhánh cây á, quan trọng cái này nữa nha. Còn thêm cái này nữa nè, còn thêm cái bọc này nữa. Bên mình là sử dụng cái bọc như thế này nha, cái bọc như thế này để mà mình ghép xong để mà mình quằn vô. Rồi đây mình dắt mấy bạn đi ghép nha, tại vì hiện tại bây giờ chỗ này không có, cho nên là mình dắt mấy bạn đi ghép với mình nha. Đi ghép nhánh mình quay cây thôi nha, tại vì á mình không có quay lâu nha. Đây là cây mãng cầu ta của mình nha, mãng cầu ta của mình đây 4 năm thôi. 4 năm thì nó được như vậy nha. Nhưng mà mình chừa mấy cái nhánh này lại để mà mình ghép cho bản thân để ghép á, cho nên là mình không có chừa hai cây đó lại thôi à. Còn những cái cây khác thì mình đã cắt đầu chọc hết rồi nha. Những cây khác là mình cắt đầu chọc. Bây giờ là mình dắt mấy bạn đi mình đi ghép nha, tại vì có nhầm cây mình trồng á, mình trồng hồi năm rồi mà năm nay nó không có qua, cho nên là mình dắt mấy bạn đi để mà mình ghép đâu 3 cây. Tại vì á cái cây mãng cầu Đài Loan này là khó ghép hơn cây mãng cầu ở bên, cây mãng cầu ta nó khó ghép hơn cây mãng cầu Đài Loan nha mấy bạn. Tại vì cây mãng cầu ta này á là cái thịt nó ở trong nó cứng hơn, cái thịt ở trong nó cứng hơn nha. Để đây mình để xuống đây nha, để mình ghép cho mấy bạn xem. Mình trồng cây á là thường thường mình hay cột cây đàng hoàng lắm nha. Cây gốc á mấy bạn nên sử dụng gốc của cây mãng cầu Đài Loan tốt hơn nha. Cái gốc của nó, cái này năm rồi mình mới trồng à. Mấy bạn nên sử dụng cái gốc của nó là cái cây mãng cầu Đài Loan, để cho cái gốc của nó mau lớn nha mấy bạn. Cái gốc của nó mau lớn nha. Tại vì cái thường thường á mình ghép xong cái gốc nó mau lớn á, nó trưởng thành. Nó trưởng thành cho nó nhanh hơn. Chứ cây mãng cầu ta nó phát triển chậm lắm mấy bạn à. Đây sau lưng mình là mãng cầu ta vườn mình nha. Mấy năm rồi mà nó phát triển rất là chậm. Cái cây mãng cầu ta nó không có giống cây mãng cầu Đài Loan nha. Cái cây mãng cầu Đài Loan phát triển rất nhanh, nhưng mãng cầu ta thì nó phát triển chậm lắm. Cũng như mấy bạn như thế này, mình sẽ dùng cây cưa mình cưa nha.
Mình không có dùng cái kéo mình cắt mà dùng cái cưa nha. Khi mà mấy bạn cưa á, mấy bạn nên cưa hơi cho nó xéo xéo nha. Mấy bạn cưa cho nó hơi xéo. Còn bên mình á, là mình sẽ có đồ nghề thế này nha. Cái này nha, là mình không có dám đưa ra nha. Tại vì nó mấy bạn phải gọt, phải gọt cái thang ở trên đây nè. Tại vì cái này là do hồi xưa á, người ta dạy mình á, ta dạy mình á, ghép đó. Cũng như nó hơi xéo nha mấy bạn. Mấy bạn thấy không, cái cây này nó hơi xéo nha đó. Nó hơi xéo nhưng mà cái chỗ xéo này là mình không có làm. Mình không có phải là ghép cái miếng ở dưới cái xéo này nha. Đó, mình ghép là mình ghép ở trên đây. Tại vì khi mà cái cây này nó sẽ còn chảy nước nữa, mình cứ chừa cái chỗ cho nó chảy nước nha. Cứ chừa cái chỗ cho nó chảy nước xuống á. Đây nha, mình xẻ nó nha. Mình xẻ nó như thế này. Mình xẻ nó xong rồi, mấy bạn thấy ha, mình xẻ nó xuống rồi. Nhưng ở trên đây nè, cắt bỏ một miếng. Mấy bạn nên cắt bỏ một miếng như thế này. Cắt bỏ một miếng ở trên đây nghe, cho nó thấp lên tí xíu nha mấy bạn thấy không? Xin dạng như gì nè. Đó. Mấy bạn phải xẻ nó ra nha. Xẻ nó xong rồi ở bên trong đây nè, nó có một cái miếng thịt. Ở bên đây nghe, nó có thịt và nó có da nha. Thịt cũng đừng nên nhiều quá. Mấy bạn xẻ thịt đừng nên xẻ nhiều quá nha. Xẻ thịt dạng như nó. Mấy bạn thấy thịt đừng nên nhiều quá. Cái dạng cũng như là thịt nó một miếng trước một miếng thịt thôi nha mấy bạn. Một miếng thịt thôi, một miếng thịt thì phải có da. Da xong rồi trong khi đó là mình phải lựa một cái miếng cây như thế này nè. Cái miếng cây như là tương xứng với nó, chứ đừng có bự quá mà cũng đừng có nên nhỏ quá. Dạng như những cái miếng cây tương xứng với nó là được nha. Rồi mình mới gọt nha. Cái nhánh này nó cứng hơn nha bạn. Cái nhánh nó cứng hơn. Mình phải gọt nó thế này. Cái này là mình học theo cái cách của ông anh chồng mình, ông dạy á. Anh chồng mình bên này lo, bên đây ông dạy nha. Này, cũng như khi mà mấy bạn gọt cái cây này á, là mấy bạn phải phân biệt được một bên. Một bên là mấy bạn gọt phải hơi mềm nha. Ở bên gọt dài, và một bên á, là mấy bạn phải gọt cho ngắn gì. Một bên ngắn, một bên bợ dài nha. Nó để mà khi mà mình để vô á, là cái miếng này nè, cái miếng mình gọt dài này mình để vô trong nha. Cái miếng dài này mấy bạn nên để vô trong. Đó. Cái miếng dài mấy bạn để vô trong nha. Để vô trong là nó chưa có sát đâu nha, mấy bạn nên gọt nó. Ở bên đây người ta là như vậy nha. Mấy bạn nên gọt nó. Gọt xong rồi mấy mình mới lấy cái băng keo này nè. Cái băng keo này nè mình mới quấn nó nha. Tại vì mình á, bản thân mình chỉ ghép mới ghép mấy năm nay thôi, có một số người họ ghép kỹ thuật thì giỏi hơn mình nữa nha. Tại vì mình á, mình mới ghép mấy năm nay thôi à. Mình mới học chừng 3-4 năm nay là mình đi ghép nhánh thôi, mình mới học 3-4 năm, có nhiều người họ ghép giỏi hơn mình. Nhưng mỗi người ghép khác nhau nha. Mỗi người ghép họ dùng phương thức cũng khác nhau, nhưng mà mình nói thật lòng là không cần biết là phương thức nào, yêu cầu ghép qua là được, đúng không mấy bạn? Mấy bạn cứ sử dụng phương thức nào cũng được, hoặc là cái cách ghép nào cũng được hết, không có quan trọng đâu. Mình quan trọng là mình ghép qua là được nha. Quan trọng là dạng như mình đi ghép mà nó qua là được. Còn mấy bạn mà nó thật sự có nhầm người, người ta dùng mỗi một người á, nó có một cái phương thức khác với nhau. Nhưng tóm gọi lại là yêu cầu mình ghép qua là được. Còn bên mình là sử dụng cái băng keo như thế này nha. Nó có từ từng nha. Nó có một miếng như thế này, mình bứt ra là nó sẽ có một miếng như thế này. Nó mình bứt ra. Cái mình đè nó lên trên đây như thế này nha. Mình đè nó, mình quấn nó. Nhưng mà lúc mà mình bọc nó, mấy bạn nên nhớ là mình không được bọc hết, mình phải chừa lại một miếng nha. Để cho cái nước nó chảy ra nha mấy bạn. Mấy bạn không được quyền bọc hết là nó ủ ở trong đây là nó sẽ bị hư cây mình. Cái dạng như thế này. Đó, khi mà mấy bạn bọc á, mấy bạn nhớ phải chừa lại một miếng như thế này nha, là cái mé thứ này, để cho cái nó còn ra cái nước á, cái nhị cái nước cái của nó ra đó, là nó sẽ chảy xuống đây để nó đừng có ủ vô trong cái chân cây này nè. Cái chân cây mà nó sẽ bị mục ha. Mấy bạn nên nhớ chừa lại một miếng như vậy nha, để cho nước nó chảy ra. Còn tới lúc đó mình bọc xong rồi phải không? Mình quấn xong rồi, bên mình thì có cái bọc như thế này. Mình đậy nó lên.
là khi mà mấy bạn trồng cái bọc này vô á, là mấy bạn đừng có cột gì hết, mấy bạn cứ để tự nhiên như vậy, cứ để tự nhiên như vậy nha. Ví dụ như cái mầm á, mà nó lên á, thì cái mầm nó sẽ chổi từ từ lên cái bọc. Có nhiều lúc mình đi làm mắc công chuyện bận rộn quá, mình không có gỡ cái này ra kịp á, thì khi cái mầm nó ra thì nó sẽ tự tự chọi cái bọc này lên. Chứ nhiều lúc mấy bạn mà cột vô đây á, mấy bạn mà cột vô phải không, mấy bạn cột vô nhiều lúc cái mầm nó ra mà mấy bạn không gỡ cái bọc này ra, cái nó quấn cái mầm cây mà nó sẽ bị quấn nghe. Tại vì tụi mình ở bên đây không có thời gian mà dạng như mỗi ngày mình đi thăm chừng nó đâu, mình khi mà mình ghép xong là mình mặc kệ nó vậy đó, tới lúc khi nào mà mình làm tới cái đám vườn này rồi mình mới lại mình thăm nó thôi, chứ thường thường là mình không có lại thăm thường nha. Còn đây là đây mãng cầu của mình, mãng cầu ta của mình nha. Đây là mãng cầu ta của mình cũng mấy năm mấy bạn, cây mãng cầu ta nó chậm lớn lắm mấy bạn ơi, nó thiệt. Đây nè, vườn của mình vườn mãng cầu ta nha. Đây mình cũng cắt rồi nha, đây mãng cầu ta vườn mình cũng đã cắt xong xuôi hết rồi đó. Đây mãng cầu ta của mình nó cũng có bông rồi nha, nó ra bông li nhi vậy đó, nó ra bông lắm. Đây cây của mình là cây nào mình cũng cột cây tre như thế này nha, đó mình cũng cột cây tre như thế này, các bạn thấy không, mãng cầu nhà mình nha. Đây là đám vườn mãng cầu ta, đám vườn này là mình để mà mình hái bông để mà mình chấm mãng cầu Đài Loan nha. Mãng cầu ta mình cắt nhánh rồi, nó cũng ra nhánh hết các bạn, cỏ đều cũng cắt xanh dần hết rồi nghe, chuẩn bị là gãy phân này kia rồi nghe. Rồi nghe, bye bye, mình chỉ ghép một cây cho mấy bạn xem thôi nghe. Rồi để mình bấm tắt nghe, mang bao tay bấm tắt không được luôn nghe, phải tháo bao tay ra nha. Rồi bye bye.